bây giờ mình sẽ đi qua nhà của người bạn gần đây nè, đi bộ mấy bước là tới rồi. Mời các bạn theo chân mình ra đây, đi qua nhà của neighborhood, qua khỏi khu này của mình đi hai lóc nhà là tới nhà anh bạn đó. Đi bộ mất khoảng cỡ 3-5 phút, 5 phút hẹn rất là đều. Không, trời nó muốn tối rồi ha. Đây đi giống khu local cho các bạn thấy nè. Cái này đi. Cái này bỏ vô đây đi ra. Mà ngày trời này thì mùa này đi dễ. Chứ mùa đông là đi hơi quải. Đông đi hơi mệt. Thì cuối đường này ra ngoài kia tới nhà anh bạn đó. Đây cuối đường này là phía trước nhà của người Mỹ nè. Đây là khu công cộng không? Rất là đẹp, thấy không? Rồi. Ra khỏi lóc nhà của tôi qua một con đường khác. Vòng qua đó thì tới nhà của anh bạn bên đó đó. Phải đi theo cái sidewalk nha. Đi tầm bậy tầm bạ là không có đúng luật. Đây. Đó, cái lão đang bên kia, cái lão á. Cái nhà có một đống xe đó, giờ mấy ổng đang party đó đó. Neighborhood. À. Chứ nói thì đi về theo Dũng đầu lúc kia là sướng không? Đấy ha, à. Đây, tới nhà của neighborhood rồi. Ồ, làm gì đó. Mấy anh sướng nha, cuối tuần nhộn nhạc không? Ủa, bia bển còn đóng kìa. Cái gì? Bia. Ồ, hay. Ôi, bia đây mua nhiều rồi. Nó đâu rồi, nó đâu? Đang nấu cháo đóng, vô xin nó luôn đi, đang nấu đóng, đứng nấu. Được rồi, đứng. Ồ, đây nè, thằng chị đang nấu cháo nè. Không biết nấu không á. Dạ, chào chị. Biết nấu không? Trời ơi. Hôm nay có ai gọi đi hớt tóc chưa? Hả? Hôm nay có ai gọi đi hớt tóc viết chưa? Chào quý vị nè, hôm nay là đó. Đây có anh đây anh Dũng chủ nhà. Đây anh Dũng chủ nhà. Dũng chủ nhà đó. Thôi được rồi, anh ngồi đi được rồi, khỏi phê pháo gì á. Thôi quất ly rượu đại luôn đi. Thôi. Đây anh Hạnh nè. Rồi thôi bây giờ là bây giờ chung rồi chứ, miên chung. Đây anh này anh Hạnh ở Huế nè.
chúc phỏng vấn anh Hạnh luôn. Rồi bây giờ mời các bạn nghe tôi phỏng vấn hai vị này nha, nghĩa là hai vị này muốn có một đôi điều tâm sự với anh em Việt Nam. Dưới đây bác Hạnh có cái gì cần tâm sự với anh em. Mở cửa bán mà sợ gì? Nhậu đây là có gì, có tôm thịt này ha. Này giống tâm sơn quá vậy anh. Rồi giờ anh Hạnh cho ý kiến, anh muốn phát biểu gì em phóng sự là phóng sự cho anh nè. Nói đi. Bây giờ nói về chuyện của Mỹ hay là nói về cá nhân anh, hay nói về cái vấn đề gì? Coi anh sống trên đất Mỹ nhưng mà bên này khổ quá đấy. Khổ hả? Nhậu mà nói khổ là khổ nào chứ, anh nói không khéo công người ta đi làm về với rượu công uống rượu. Cái bù đế không ra, cái bù đế không ra. Còn ở Mỹ khổ lắm. Anh uống rượu gì đó? Một loài binh dân. Binh dân hả? Tiền. Sao ông nào cũng than chứ mà có ông nào về Việt Nam đâu? Bên này hơi khổ. Ở Mỹ khổ lắm. Khổ lắm. Không có xe hai bánh chạy nữa. Nhưng mà anh em đây giờ kiếm nơi không sợ mưa rơi luôn. Tuần chỉ khổ làm thì được 700-800 đô. Một tuần 700 đô mà anh trừ thế chưa? Từ rồi, anh dùng rồi, tư thể rồi còn 770 mà. 700 mấy? 76. 76 một tuần, như vậy là tính ra một tháng là... 6 ngày thôi chứ không phải tuần đó. 6 ngày. Một giờ anh làm nhiêu, anh giờ tính ra mười mấy đồng đúng không? 11 đồng. Là kỳ dạng. Tùy theo mức lao động mọi người. Kỳ dạng thấp kém nhất á. Nghĩa là nói hẳn là mình làm cu ly đó. Cu ly kỳ dạng thấp kém nhất. Nói tiếng Việt Nam là lao động phổ thông. Làm nhiều đóng thái hết nhiều à. Lao động phổ thông nha. Đó đó. Cu ly. Bây giờ hỏi thiệt nè, anh này anh Hùng nè. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi mà anh qua anh còn đi làm nữa? 60 tuổi anh. 60 tuổi mà đòi lên đây nó cho anh làm nữa hả? Đâu có, đây là 68 tuổi vẫn còn đi làm mà 70 tuổi vẫn đi chết làm. Luôn. Còn làm đi làm chết luôn. Nghĩa là đúng mình còn sức khỏe là mình vẫn đi làm, vẫn phục vụ cho xã hội. Anh vô anh làm có ai kỳ thị gì anh không? Không ai kỳ thị cả, mình sống ở nước tự do mà. Thích chứ. Mình còn sức khỏe là mình đi làm, yêu cầu có sức khỏe là đi làm. Dạ rồi. Và anh Hạnh, Hạnh có gì cần nói nữa không nè? Nãy thấy anh nhiều tâm sự lắm rồi nha. Anh hả? Thì... Mà qua đây thật sự nói mấy anh em mình ngồi lại đây... chung nhau vậy là được một gọi là đồng hương Việt Nam mà lại là gì ta? Là cộng không phải mình nói đến cộng đồng đâu, quýnh mình giờ mình chỉ là hàng xóm thôi. Hàng xóm. Tình làng nghĩa xóm. Sao cô bi? Vậy biết không? Anh anh Hạnh năm nay cũng 60 mấy hả ta? 63. 63 anh Dũng. 62. 62 anh Hùng là trẻ nhất. Dạ ok, tôi con này trẻ nhất nè. Không, ông này nhiêu? 40. Gọi anh với gọi mấy ông này là chú, mấy ông chửi liền đó. Ở Mỹ này không ai có chú bác gì, không có bà con gì hết trơn á. Cho nên quý vị đừng có chửi. Vô mi nha. Quý vị đừng có chửi tôi, thấy mấy ông này lớn mà được kêu bằng anh cái gì đó. Ông này ông đáng cha chú á, nhờ mà phải gọi bằng anh thôi. Mấy ông không có chịu già đâu. Mà mấy ông với Tiết đều là không có đồ đế đúng không? Ok, không có nước mắt quê hương, không có đồ đế. Bởi vậy anh em ở đây thèm đồ đế thế mồ luôn không có. Rồi anh Dũng sao? Dũng có ý kiến gì không nè? Bình thường sống với con cái vui vẻ, sống được. Vậy hả? Anh sống. Đã nói qua đây mình giữ cháu không đúng không anh? Nhưng mà anh vẫn đi làm cái tiền phải phay. Quý vị coi nè, mấy anh này là bên đây mặc dù vậy chứ mà vẫn đi làm tàn tàn kiếm tháng cũng ngàn mấy được đúng không? Ngàn mấy đô sống được. Ngàn mấy được. Ông Dũng đâu có ngàn mấy đô đâu, nhiều đâu nhiều. Mà ở Việt Nam anh có kiếm được gì số tiền gì không? Anh hỏi thiệt á. Ở Việt Nam anh làm, nếu mà làm chủ anh già lắm nhưng mà về hết chủ yếu rồi. Dạ hả? Ông anh là thầy giáo mà xưa nó thầy giáo. Thầy giáo. Vậy đi, bây giờ mình nói chuyện ăn nhậu thôi. Nhậu rồi. Bây giờ nè, hỏi thiệt nha, bên Mỹ này là mấy anh có phải ngày nào cũng lại ra không? Đâu có cửa, từng gặp nhau được ngày. Quýt kèn á, với anh là quýt kèn là coi như cuối tuần á. Nói chung đó là cũng nhầm muộn á, mai con đi cày á. Thì đúng rồi. Rất là khổ. Nói chung là... Đọc bắt mặt tối. Bốn giờ. Vậy nè, ông này nè, ông này ông than, nói nghe ông làm đọc bắt mặt tối nè. Bên Việt Nam ông làm gì mà qua đây ông than? Ở Việt Nam ý thức gì là ăn nhậu, ngủ. Không lo, cà phê, pháo. Qua đây sao? Qua đây, thức dậy, tiền nhà, tiền xe, tiền... Không cài không được đúng không? Không cài là nó đuổi khỏi nhà là 5 phút là lạnh cúm chết ngắt. Từ 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 con mực. Trời ơi, mực bự vậy mà như xé. Ủa, từ cho coi nè, con mực nè.
Do chú ba đem qua nè đó. Chú ba Việt Nam đem qua. Rồi bây giờ phỏng vấn nè. Mấy ông đi nhậu, đàn ông nhậu nói gì nè? Mấy bà trên mạng coi nói mấy anh cha này đi nhậu chắc là nói xấu Việt Nam, nói xấu vợ phải không? Giờ đây bây giờ xuất phát từ chỗ ông đại ca Hùng dưới đi. Anh nhậu anh thường nói xấu gì? Không đánh tụi phải lại đăng ký trước rồi chứ. Có gửi câu hỏi chứ không? Có gửi câu hỏi chứ không? Anh có cần gửi câu hỏi chứ không? Không cần gửi đâu, Mỹ mà. Đây Mỹ mà. Anh em cuối tuần, đây cái quýt kè thì hợp mặt nhau uống chơi vui vậy thôi, chứ còn bây giờ đầu tuần thì ai cũng đi làm hết. Nhưng mà nói gì, nói nhớ Việt Nam thôi chứ thèm thôi chứ. Tại vì ông muốn về tôi biết là tại ông chưa có quốc tịch thì dám về thôi đúng không? Quê hương sao? Quê hương là chùm khế ngọt mà. Ông muốn Việt Nam không? Chỉ có một mà thôi mà. À, ông muốn Việt Nam không? Sao khỏi? Về chứ. Quê mình sắp về vậy đó. Nè anh Dũng nha, anh Dũng là thường nhậu là ít nào nói lắm. Ăn cháo gà này mà sao thèm nước mắt ương thấy mồ đi chứ. Đây không có ông nào, có ông nào dám nói là không nhớ Việt Nam không? Không ông nào nói là không nhớ Việt Nam đúng không? Không nhớ. Sao ông vợ bên đó, con đó không nhớ hả? Nhớ không? Quê hương là chùm khế vợ con không nhớ Việt Nam. Ghê chưa? Cho con chèo hơi mọi nơi. Hái hết rồi còn khế đâu cha nội? Tôi bỏ xuống đại nè. Hái hết rồi còn khế đâu, hái nữa. Bao mà. Tạm biệt. Đây nè các bạn, một buổi nhậu, nói nhậu gì đâu, quýt kèn coi như là ăn uống bồi dưỡng để ngày mai làm tiếp đúng không? Ngày mai phải làm tiếp đó, cho nên giờ vậy thôi. Nay Dũng có lái xe gì được không hay có người đưa? Dư sức không? Đây, mồi nhậu gồm có nè, mì gà, khô mực. Ăn với vậy thôi, đạm bạc, chả có gì hết trơn. Cháo gà. Gà này gà ta chứ không phải gà Mỹ nha. Gà thả vườn. Giờ vô một cái cho khí thế đây nè. Vô một cái coi. Cũng cho có ấy coi. Rồi đó rồi. Trên YouTube á, lên coi. Chung muốn về lại hoài đó. Chung hả? Đây nè, nhân tài giúp trong nó ủ á. Trời, ủ hoài không ra. Đúng rồi, về con sống như nhớ quen quen. Được mà nói đó. Ở trên YouTube á, từ về tới nào mình cũng coi hết á. Nhưng mình coi. Bây giờ đó, đây nè anh em, tôi ở Mỹ nhưng mà đồng hương Việt Nam mà gặp nhau về là khó lắm. Đó không? Hiếm hoi lắm chứ không phải giỡn đâu. Ít lắm trời, hiếm lắm mà. Ủa đây nhậu ai đưa về hồi nữa mất công. Phiền lắm nha, quốc tịch là phiền lắm á. Nó cấm thì quốc tịch á. Cấm ít lắm. Cẩn thận. Không có tâm đi thì ấm đi đâu. Có một giống ấm đi thôi. Don't stop. Hello bạn Hiền, sao không nhấn subscribe ủng hộ mình đi chứ? Nhấn like nữa nha. Sao đừng giật mình? Bức tranh biết nói chuyện là chuyện bình thường thôi mà, đúng không? Thôi xin cảm ơn nha, làm ơn nhấn subscribe và like để ủng hộ cho kênh của tôi và chương trình để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Xin trân trọng, hẹn gặp lại quý vị.